Ok, xin chào toàn quốc. Rất vui được các bạn trong một cái video clip chia sẻ về cái phương pháp học tập và cái cách để chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể học tốt được cái môn khoa học tự nhiên một cách là nó hiệu quả nhất và nó nhanh chóng nhất. Thì hôm nay thầy có mặt đây để chia sẻ với các bạn những cái cách để chúng ta đạt được một cái hiệu suất lớn nhất cho cái việc chúng ta học các môn tự nhiên, và đặc biệt là bây giờ là cái hình thức của chúng ta thi môn tự nhiên và môn xã hội. Và nếu mà được thì hôm sau thầy sẽ chia sẻ nốt cái phần là làm thế nào chúng ta học tốt được những môn xã hội, được chưa nào? Ok, thì để mà học tốt được ấy thì nó rất là dễ, nó chẳng có gì là khó khăn với các bạn cả. Vấn đề là các bạn có chịu làm hay không thôi. Còn khi mà các bạn không chịu làm thì chúng ta rất là khó nói chuyện với nhau, đúng không nào? Đấy, thì cái thứ nhất mà chúng ta cần phải làm đó là các bạn phải thay đổi cái suy nghĩ của các bạn nha. Thay đổi cái suy nghĩ. Thay đổi cái gì? Thì khi mà các bạn bước chân vô bàn học ngồi hoặc là các bạn đi học thì các bạn đừng bao giờ có cái suy nghĩ là bây giờ là mình phải học rồi, thật là kinh khủng quá, bây giờ là cái việc học là cái việc ác mộng của mình, hay là bây giờ bắt đầu học thấy chán quá, thấy kinh khủng, rồi mình thấy là mình miễn cưỡng cái việc này quá. Thì đừng bao giờ như vậy. Nếu các bạn đã muốn học được môn tự nhiên thì buộc các bạn phải chịu khó, và đừng bao giờ có cái kiểu là chán học quá, hay là mình cố gắng mình miễn cưỡng để mình xong cái việc học buổi hôm nay của mình đi, được chưa? Và để làm được điều đó thì các bạn phải đặt cho mình một cái mục tiêu rõ ràng là mình học vì cái gì, và mình học được cái gì. Nhiều bạn đặt mục tiêu là em học để năm nay em vô ngoại thương, em học để năm nay em vô bách khoa. Ok, đó là một cái mục tiêu của các bạn, được chưa? Và các bạn phải, khi mà các bạn nắm rõ được mục tiêu, nắm rõ cái đích đến của mình thì khi đó các bạn mới có được một cái chiến lược cái việc cho cái việc học của mình nó ok hơn. Chứ các bạn lơ mơ mà giờ em cũng chẳng biết em nên học cái gì nữa thì thôi rồi, các bạn chưa đạt được mục tiêu đó thì các bạn đừng nên nghĩ các bạn sẽ học tốt được. Ok, đó là cái chia sẻ đầu tiên của các bạn, của thầy đối với các bạn, được chưa? Cái thứ hai ấy, là để mà học được á thì các bạn phải có một cái phương pháp học tập nó rõ ràng. Và chúng ta cái gì vậy? Hình như là bị rồi, được rồi, keep đi. Nói đâu rồi? Chúng ta phải có một cái phương pháp học tập nó rõ ràng, được chưa? Các bạn biết á, là cái thói quen của các bạn nó có sức mạnh rất là lớn. Khi mà các bạn tập được thói quen rồi á thì cái việc học của các bạn nó rất là dễ. Thì đối với trong cái việc học của chúng ta, cái việc ăn chơi thì không nói nhé, nhưng cái việc học của chúng ta thì để mà luyện được thói quen á thì chúng ta hãy làm đi làm lại rất là nhiều lần thì chúng ta sẽ tập được thói quen. Thứ nhất á là các bạn nên nhớ là các bạn phải học bằng tất cả những gì bạn có. Các bạn không phải là các bạn chỉ dùng cái mắt để các bạn quan sát, các bạn không phải là các bạn chỉ có nhìn bằng mắt và nhớ bằng não đâu, mà các bạn phải dùng tay, các bạn ghi, các bạn ghi chép, bạn phải dùng giấy nháp, đúng không? Các bạn phải tận dụng tất cả mọi thứ mà các bạn có thể nhớ bài được, tài liệu có thể ghi chép vô, đúng không? Chúng ta phải tận dụng giấy nháp để chúng ta làm bài, chứ không phải là chúng ta chỉ dùng con mắt mà chúng ta nhìn. Thậm chí các bạn đọc sách cũng vậy, các bạn đọc các cuốn vật lý hay cuốn toán này, các bạn phải đọc chậm từng chữ một thì các bạn mới hiểu được tất cả, được chưa? Và dĩ nhiên không một ai là có thể hiểu hết được cái nội dung của cái cuốn sách đó cả. Không ai hiểu hết được, trừ khi các bạn phải đọc thật kỹ và các bạn phải đi hỏi thầy cô thì các bạn mới nắm rõ được tất cả nha. Cái điều thứ hai mà thầy muốn nói với các bạn là các bạn phải học trước khi quên thì sẽ không bao giờ mình quên bài cả. Học trước khi quên tức là sao? Tức là hôm nay, buổi chiều nay mình đi học môn toán, không, buổi sáng nay mình học môn toán thì chiều nay mình về mình học luôn cái môn toán đó nha. Chứ các bạn có cái suy nghĩ như thế này này là ví dụ hôm thứ hai mình học môn toán, đến thứ tư mình mới có môn toán, đúng không? Thì tối thứ ba mình mới học. Như vậy là các bạn đã quên đi hẳn là gần 60%, mà thậm chí là 80% nữa các bạn. Các bạn đã quên rất nhiều, các bạn không thể nào các bạn nhớ hết. Mà các bạn học ngay tối đó thì cái tỷ lệ các bạn nhớ nó sẽ cao hơn, và các bạn sẽ nhớ rất là lâu, và thậm chí các bạn sẽ không bao giờ quên được. Nếu các bạn rèn được cái thói quen đó, thói quen nó có sức mạnh kinh khủng lắm các bạn. Các bạn rèn được cái thói quen đó thì cái việc học đối với các bạn nó rất là nhẹ nhàng. Mà khi mà thành thói quen rồi thì các bạn trở nên mạnh mẽ kinh khủng luôn. Ok. Điều cuối cùng Điều thứ ba của cái phần của cái việc phương học tập đó, đó là các bạn phải giữ cho mình một cái tinh thần, một cái đầu lạnh. Nhiều khi các bạn làm bài mà các bạn điểm thấp, mình phải tự tin đó là điểm của bố mày, không có gì phải lan tăn cả. Và các bạn nên nhớ này, điểm số chỉ là phong độ thôi, đúng không? Và phong độ là nhất thời, còn đẳng cấp là mãi mãi. Cho nên các bạn đừng bao giờ các bạn để tâm quá nhiều vào điểm số. Nó cao thì tốt, còn nó không cao thì mình phải tự hỏi là bản thân mình nè, là mẹ mình đã thật sự cố gắng chưa. Đó là cái tiếp theo mà thầy muốn chia sẻ với các bạn. Và những cái điều mà thầy chia sẻ ở đây tất cả đều là những cái tâm huyết mà bao nhiêu năm đi dạy học đã có để lôi ra nói chuyện với các bạn, chứ không phải là nói cho suông mà bằng cái trải nghiệm của cá nhân, không phải bằng trải nghiệm của cá nhân mà bằng trải nghiệm của những người học sinh đi trước và của những anh chị đi trước. Ok, cái tiếp theo nữa là các bạn phải chuẩn bị kỹ cho ngày mai. Chuẩn bị kỹ cho ngày mai có nghĩa là sao? Các bạn phải, ví dụ như các bạn hôm nay các bạn học cái môn, ví dụ hôm nay ngày mai bạn học môn toán đi, đúng không? Thì hôm nay các bạn đã phải nhớ là hôm trước mình đã học cái gì rồi, đúng không? Hôm trước mình học cái gì rồi, để hôm nay mình từ cái bài hôm trước đó để mình chuyển sang cái bài mới. Tại vì tất cả những môn tự nhiên á, hầu hết tất cả môn tự nhiên luôn là đều nó có một cái tính logic, từ bài này sang bài khác là nó sẽ có một cái kết nối để các bạn chuyển sang. Thì các bạn phải đảm bảo rằng cho thầy một điều, đó là các bạn phải nắm tất cả những cái bài ở hôm trước thì các bạn làm việc nó mới chuẩn được, đúng không? Và các bạn nên nhớ này, các bạn nên bắt đầu từ cái nhỏ nhất, từ cái cơ bản nhất, cái đơn giản nhất, 1 + 1 bằng 2, đúng không? Từ 1 + 1 bằng 2 luôn, chứ không phải nói là các bạn phải làm cao siêu trước, vân vân, được chưa? Đấy, giống như các bạn xây cái nhà, các bạn phải xây cái móng trước. Cái móng các bạn cứng rồi thì bạn mới xây lên cái thượng tầng được, cái kiến trúc sau này được. Chứ các bạn mà cứ mê cái ba cái ví dụ như công thức giải nhanh hay là ba cái Casio, các bạn, thầy nói thật với các bạn luôn, thầy mê, các bạn mê cái đấy, các bạn không học những cái nền tảng. Tại sao ra những cái đấy? Tại sao có những công thức đó? Tại sao bấm được như vậy? Thì các bạn không bao giờ giỏi được, thầy nói đảm bảo với các bạn luôn, đúng không? Đấy. Ok, đó là cái tiếp theo mà thầy muốn nói với các bạn. Rất nhanh thôi, chúng ta có 5 cái tất cả. Và một điều quan trọng mà gọi như là gần như là quyết định, đó là các bạn có bạn bè xung quanh. Có bạn bè xung quanh, các bạn phải tích cực hỏi bạn bè và thậm chí hỏi cả thầy cô. Thầy cô đôi khi là bạn bè của các bạn, chứ có nhiều ông lại ngại, mình chẳng biết là hỏi nó có chê mình ông ta. Quá chê, có gì đâu chê, nó giúp mình được. Ok, hỏi bạn trả lời, ok rất là cảm ơn bạn. Hỏi bạn không trả lời được thì khi nào mình biết rồi á, mình lại nói lại cho bạn không biết. Lúc đó là chúng ta hai bên cùng có lợi và chúng ta học tập lẫn nhau là cái điều rất tốt. Nhiều ông lại nghĩ là mình rất là ngại khi mà hỏi cái đứa bạn mình, hoặc là ngại khi hỏi thầy cô. Đừng bao giờ vậy các bạn. Ok, và một điều hơn nữa đó là các bạn phải có một cái nhóm học. Cái nhóm học này á, không cần là phải quá giỏi đâu, không cần là đứa nào cũng phải là gọi là cao thủ đâu. Các bạn cần một cái nhóm là thiện chí học. Thiện chí học, thiện chí học là sao? Là tức là muốn học và muốn có cái kết quả thật là tốt. Và cái việc học, tại sao nó cứ bị cái gì nhỉ? Và cái việc học của các bạn ấy, cái việc học của các bạn ấy nó phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố bên ngoài, yếu tố bạn bè. Ví dụ bạn mình đi, nó chơi không thì mình cũng ít gì mình lây lan nó, đúng không? Thằng bạn nó chơi điện tử đi thì ít gì mình lây lan nó, mà thằng bạn mình học đi thì ít gì mình cũng chịu học từ nó, đúng không? Đấy, chứ không phải là tự nhiên mình siêng đâu, mình chịu ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài đó các bạn. Đấy, và lời khuyên chân thành đó là có một cái đám bạn để học, không cần giỏi, chỉ cần chịu khó học và thiện chí học. Đó là cái yếu tố quan trọng. Một cái điều tiếp theo nữa mà cái điều quan trọng của quan trọng, đó là yếu tố kiên trì. Kiên trì sẽ giúp bạn thành công tuyệt đối. Khi mà các bạn không có cái yếu tố kiên trì á, các bạn dễ làm khó bỏ. Ví dụ thời học mệt quá rồi dẹp mẹ đi, thì đúng thật dẹp mẹ đi cho rồi. Ok, nhưng các bạn kiên trì, ví dụ gặp bài khó, gặp một cái gì đó không hay, không như ý mình, các bạn cố gắng vượt qua. Bố mày cố gắng, bố mày làm được, thì khi đó các bạn sẽ thành công. Và các bạn nên nhớ một điều, đó là cái đứa thông minh, cái thông minh trong một cái con người nó không bao giờ tạo nên một cái đứa không giỏi. Thông minh chưa bao giờ tạo nên thành công ở bạn, mà thành công là do các bạn để tâm, các bạn để ý, các bạn chịu khó, các bạn chú tâm vào cái việc đấy thì thành công đến với các bạn. Chứ không phải là thông minh mà tạo ra cái thằng học giỏi đâu. Không, thằng thông minh đó nó chịu khó thì nó bằng học giỏi. Cái thằng không thông minh mà chịu khó lâu hơn tí cũng bằng thằng học giỏi, đúng không ạ? Chứ không phải là ngụy biện mẹ nó thông minh hơn em, nó kiểu học nhanh hơn em, nó học nhanh hơn mày, nhưng mà sao? Nhưng mà mày về mày chịu khó mày học lâu hơn nó tí, nó học 1 tiếng đúng không? Bố mày học 2 tiếng luôn nếu mà mày có cái tâm, đúng không? Chứ rằng này nó học nhanh hơn em không học lại nó, em học thành ra em học không bằng nó, đó là ngụy biện đó các bạn. Ok nhé. Thì đó là những cái lời mà thầy muốn chia sẻ với các bạn thật là tự trong tận đáy lòng. Và rất là muốn các bạn có một cái bài thi khoa học tự nhiên nó thật là thành công. Được chưa nào? Và cái video này thì chắc là sẽ dừng ở đây, vì bây giờ là 2 giờ sáng rồi. Ok, nếu có những cái thứ gì thú vị thì thầy chia sẻ tiếp theo. Và nhớ, nếu được thì các bạn hãy truy cập vào YouTube và đăng ký kênh của thầy. Ok, link hiện trên màn hình. Rất cảm ơn các bạn đã chịu khó theo dõi. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.